Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Bếp điện tử cực kỳ nguy hiểm nếu dùng theo cách này. Khoa học lên tiếng cảnh báo nóng. Hiện nay thì bếp từ là một sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn bởi vì tính năng sử dụng hiện đại, tiết kiệm. Nhiều gia đình đã có xu hướng chuyển bếp ga sang bếp từ bởi vì tiết kiệm, không sợ rò rỉ khí ga hay là nổ bình ga, dẫn tới hậu quả nặng nề. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì không ít người mắc phải những sai lầm, dẫn đến những sự cố đáng tiếc, ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tính mạng. Về cơ bản thì nguyên lý hoạt động của bếp từ là sử dụng dòng điện xoay chiều để tạo ra từ trường khi mà có vật nhiễm từ tiếp xúc trực tiếp. Bởi vì nguyên lý này mà bếp từ có khả năng đạt được hiệu suất đun nấu lên đến 90%, trong khi các loại bếp ga khác thì chỉ đạt được mức hiệu suất là từ 40 đến 60% mà thôi. Chính vì lý do hoạt động thông minh cho nên gần như hiệu suất của bếp từ đạt được ở mức tối đa, giúp cho người dùng tiết kiệm được cả về thời gian lẫn chi phí sử dụng. Một ưu điểm vượt trội nữa của bếp từ mang lại cho người sử dụng chính là mức độ an toàn cháy nổ hay là rò rỉ khí ga hơn hẳn so với các vòng bếp khác. Hầu như là bếp không sản xuất ra các khí độc hại như là CO hay là CO2, và đại đa số các bếp từ ngày nay là sử dụng mặt kính cách điện tốt, không gây ra rò rỉ và cách điện 100%, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các nhà nghiên cứu đã từng đưa ra nhiều khuyến cáo về những tác hại của bức xạ nói chung lên những người thường xuyên tiếp xúc với nó. Theo đó thì các bức xạ ion là một trong những tác nhân dẫn đến bệnh ung thư. Hầu hết các bộ phận trên cơ thể con người cũng có thể bị ảnh hưởng từ bức xạ này. Khi mà tiếp xúc quá nhiều với bức xạ, từ từ sẽ dẫn đến rụng tóc, ung thư do da, đục thủy tinh thể, tuyến giáp cũng có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến tăng cường giáp, ung thư tuyến giáp. Rồi thì các bệnh khác cũng nằm trong danh sách của tác hại từ bức xạ như là ung thư phổ, nhiễm trùng máu, buồn nôn, ói mưa, tiêu chảy, tiêu diệt tế bào thần kinh, thậm chí gây ra cả suy tim. Đối với vấn đề sinh dục thì bức xạ có thể gây ra suy thoái tuyến tiền liệt, tinh hoàn, buồng trứng, ung thư vú, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Đối với xương tủy thì bức xạ ảnh hưởng trực tiếp tới tủy xương, nơi mà sản xuất ra các tế bào máu, dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh như là máu trắng, ung thư máu. Bếp từ thì hoạt động theo nguyên lý làm nóng bằng cảm ứng của sóng điện từ. Khi mà bật bếp, một dòng điện chạy qua một cuộn dây tạo ra một từ trường biến thiên, nhưng mà không tạo ra nhiệt. Chỉ khi bạn đặt chảo hay là nồi thép không rỉ lên bếp thì từ trường sẽ làm cho dụng cụ này nóng dần lên, làm chín thực phẩm. Có nhiều người lo ngại rằng không biết sử dụng bếp từ có bị ảnh hưởng sức khỏe hay không. Nguy cơ nhiễm sóng từ từ ở loại bếp này là như thế nào? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Đình Chiến thuộc khoa điện điện tử, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có nhiều loại sóng điện tử, trong đó sóng điện tử của bếp từ là sóng trung tần, có cường độ rất thấp, chỉ từ 20 kHz đến 30 kHz, chênh lệch hoàn toàn so với đóng sóng V3 của lò vi sóng 2,4 GHz và chỉ tác động trực tiếp đến phần nồi đun. Khi mà phát ra, sóng có hình elip, hoạt động trong 1 cm trên bề mặt nấu, không lan rộng cho nên sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Trong khi đó, lúc nấu nướng, người dùng thường đứng cách bếp khoảng 30-50 cm, chứ không có áp sát như là điện thoại di động, cho nên dòng từ trường hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe. Các bếp từ loại tốt thì sẽ có sóng điện từ cường độ cực thấp, đảm bảo là không ảnh hưởng đến người tiêu dùng thông thường, kể cả những người có tiền sử bệnh tim mạch, thần kinh. Các nhà khoa học cho rằng tần số hoạt động của bếp từ nếu đạt được tiêu chuẩn an toàn là từ 20 kHz đến 23 kHz. Hiện nay thì nhằm kiểm soát mức độ an toàn của bức xạ từ này
chính phủ các nước châu Âu đưa ra chỉ thị EMC, tức là chỉ thị tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện tử của thiết bị. Chỉ thị EMC được áp dụng tại 27 nước thành viên EU. Để được cấp chứng nhận này thì các sản phẩm phải trải qua nhiều lượt kiểm tra nghiêm ngặt bởi các tổ chức cấp phép. Riêng với sản phẩm bếp từ phải có tần số bức xạ thấp hơn nhiều lần, nhiều chục lần so với ngưỡng tiêu chuẩn an toàn chung cho các thiết bị. Do đó thì các sản phẩm bếp từ có chứng nhận này sẽ tuyệt đối được an toàn, không hề nguy cơ gây ra nhiễm xạ. Vì thế khi mua hàng, mua bếp từ, người dùng phải kiểm tra các loại bếp từ nhập khẩu liệu các loại này đã được cấp chứng chỉ chỉ thị này hay chưa. Bếp từ có an toàn hay không thì phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của từng hãng bếp. Vì vậy người tiêu dùng phải lựa chọn bếp thì phải chính hãng, có chứng nhận chất lượng để có thể an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Không nên chọn những loại bếp không rõ nguồn gốc bởi vì rất dễ hỏng hóc và kém an toàn. Việc sử dụng bảo quản bếp từ là một trong những yếu tố quyết định đến độ bền của bếp. Người tiêu dùng phải chú ý đến nguồn điện, bao gồm dây nguồn, ổ cắm. Bởi vì bếp từ có công suất cao cho nên nguồn điện cần phải ổn định. Sau khi đun nấu nên tắt nguồn bếp bằng nút off chứ không rút thẳng dây cắm điện ra. Vì như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến phần quạt giải nhiệt cho các linh kiện, không tốt cho bếp. Những sai lầm nguy hiểm khi dùng bếp từ có thể gây ra thảm họa cho sức khỏe, nhất định phải tránh. Sử dụng thất thường. Nếu như không sử dụng bếp từ thường xuyên, nhất là trong điều kiện thời tiết ẩm nồm ở nước ta, thì bếp từ rất dễ bị hơi ẩm xâm nhập vào, có thể gây ra chập các bản mạch của thiết bị. Do đó, nên sử dụng bếp từ đều đặn để tuổi thọ được bền lâu. Tiếp đến là sử dụng công suất cao liên tục. Đối với bất kỳ thứ gì khi mà sử dụng quá tải đều gây ra tác hại khôn lường. Bếp từ cũng thế. Nếu mà thường xuyên sử dụng công suất cao, dễ cho khiến cho bếp quá tải làm nóng, gây ra nứt. Đặt các vật dụng không cần thiết khác lên bếp khi đang nấu. Khi mà hoạt động, bề mặt bếp từ không sinh nhiệt nhưng mà đáy nồi lại có nhiệt độ khá là cao, nhanh chóng truyền sang cho bề mặt bếp và các bài vật có ở trên bề mặt bếp, có thể gây bỏng. Bên cạnh đó thì không nên duy trì bếp khi mà đang sử dụng để tránh vô tình chạm phải nồi đang nóng, gây ra nguy hiểm. Rút nguồn điện ngay sau khi vừa nấu xong. Một sai lầm nữa khi sử dụng bếp từ chính là rút nguồn điện ngay sau khi dùng. Điều này sẽ làm quạt tản nhiệt không hoạt động nữa, làm chậm quá trình làm mát của bếp. Không vệ sinh bếp thường xuyên. Bếp từ nếu không được vệ sinh sạch sẽ, dễ gây nguy hiểm cho người sử dụng và làm giòm tuổi thọ của bếp. Bề mặt bếp từ rất dễ bị rạn nứt ở nhiệt độ cao nếu như không làm sạch dầu mỡ và ẩm ướt. Do đó khi nấu, nên tránh để thức ăn trào ra bếp, để bếp từ được sạch sẽ mà vẫn duy trì được độ sáng bóng của bề mặt. Khi vệ sinh bếp thì tuyệt đối không được dùng các loại giấy nhám, bàn chải cứng hay là chất liệu nhôm, bởi vì sẽ làm hỏng đi bề mặt bếp. Đừng có dùng vật cứng, hãy dùng nước ấm và khăn mềm. Đặt bếp từ gần các thiết bị điện tử khác. Bếp từ sử dụng sóng bức xạ điện tử để làm nóng thức ăn. Tuy nhiên các bức xạ sóng điện tử này có cường độ rất thấp, cho nên hầu như không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mà chỉ đầy đủ gây ra nhiễu một số loại thiết bị điện tử gần đó. Vì vậy không nên đặt bếp từ gần các thiết bị khác như là TV, đầu đĩa hay là laptop, vân vân. Tranh cãi bếp từ và bếp ga, bếp nào tiết kiệm chi phí sử dụng hơn? Nhu cầu sử dụng bếp từ gần đây trở thành xu hướng chung của các hộ dân tại thành phố lớn, đặc biệt là những gia đình sống tại các khu đô thị. Kéo theo đó, hàng loạt thương hiệu bếp cũng tỏ đổ bộ vào thị trường Việt Nam. Từ đại lý, siêu thị đua nhau hạ giá bếp mời chào khách hàng. Bếp từ rất đa dạng về mẫu mã sản phẩm, từ tầm thấp, tầm trung lên đến cao cấp. Giá của bếp cũng vô cùng đa dạng, dao động từ vài triệu đến vài chục triệu.
thậm chí là cả 100 triệu đồng. Có thể phân ra các dòng sản phẩm bếp từ sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, sản phẩm thương hiệu Việt đặt sản xuất tại các nước châu Âu, sản xuất ở trong nước. Còn đối với thị trường bếp ga thì giá dao động từ vài trăm nghìn đồng cho đến vài triệu đồng đã được người tiêu dùng lựa chọn từ lâu. Nguồn gốc xuất xứ thương hiệu là các thương hiệu lớn nhưng mà sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra có một số thương hiệu do chính các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Hiện nay thì so với các loại bếp khác nhau, bếp từ, bếp ga được phần lớn người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên loại bếp này tiết kiệm chi phí hơn chính là câu hỏi khiến cho nhiều bà nội trợ tranh cãi. Nghe theo lời của bạn bè từng cơ quan, chị Lan tại Ống Đa Hà Nội quyết định bỏ bếp ga, chuyển sang đun nấu bằng bếp từ để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Thấy vậy chị Hòa, hàng xóm của chị Lan cho rằng chị Lan suy nghĩ như vậy chưa hẳn đúng. Chị Hòa cho biết trung bình mỗi tháng nhà chị hết một bình ga 12 kg, tương đương với khoảng 320.000 đồng. Quan điểm của chị Hòa là bếp từ công suất khoảng 2.000W có thể tốn điện hơn bếp ga. Còn chị Lan không có cơ sở tranh luận với chị Hòa, bởi vì hóa đơn tiền điện hàng tháng tính chung cho tất cả các thiết bị điện, trong đó có cả bếp từ. Vì thế quyết định chuyển sang đun nấu bằng bếp từ khiến cho chị Lan trở lên băn khoăn. Theo anh Bùi Xuân Hợp là kỹ sư điện điện tử, giám đốc một công ty chuyên cung cấp và dịch vụ sửa chữa điện từ Thanh Xuân Hà Nội, thì về hiệu suất, các nhà nghiên cứu tính toán lượng nhiệt thất thoát ra ở môi trường của bếp ga chiếm khoảng 60%, tương đương hiệu suất đun nấu chỉ đạt 40%. Trong khi đó thì bếp từ dưới tác động của dòng điện sẽ sinh ra từ trường biến thiên liên tục, tạo ra dòng điện phu cổ, sinh ra nhiệt liên tục, tác dụng trực tiếp lên đáy nồi. Nồi nấu phải được làm bằng vật liệu có tính nhiễm tử, cho nên không bị thất thoát nhiệt. Anh Hợp cho rằng năng lượng nhiệt sinh ra từ đốt cháy ga cũng như là sinh ra từ điện năng đều tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Rõ ràng là bếp ga bị thất thoát 60% nhiệt lượng thì người dùng đang lãng phí tiền cho phần nhiệt lượng đó. Dựa vào nhiều nghiên cứu, người ta thấy rằng hiệu suất đun nấu của bếp từ là cao nhất, cao hơn 40% hiệu suất của bếp ga. Do đó sử dụng bếp từ là tiết kiệm được thời gian đun nấu cho cả gia đình. Sau khi quy đổi đơn vị năng lượng từ kilowatt sang kilojoule, bếp từ đun sôi 2 lít nước trong vòng 4 phút 46 giây, tiêu thụ 745 kilojoule. Còn bếp ga hết 10 phút tương đương với 1.230 kilojoule. Chứng tỏ rằng sử dụng bếp từ tiết kiệm nhiên liệu hơn và thời gian hơn hẳn so với bếp ga, anh Hợp cho biết. Về phân tích hiệu suất thì bếp từ chiếm ưu thế, nhưng mà như vậy cũng không đủ khẳng định chi phí sử dụng của bếp từ là tiết kiệm hơn so với bếp ga. Phân tích thêm này, trung bình chi phí một bình ga giá thấp nhất hiện nay là 230.000 đồng trên 12 cân. Nếu sử dụng 1 giờ liên tục, bếp ga tiêu tốn khoảng 7.050 đồng. Trong khi sử dụng bếp từ liên tục 1 giờ, mất 2,5 số điện. Với mức giá điện cao nhất, giờ cao điểm là 2.459 đồng, tương đương với số tiền 6.147 đồng. Đó là giá ga tại thời điểm thấp nhất. Còn nếu giá ga trung bình hàng năm dao động từ 300 đến 350 trên 12 kg, thậm chí có thời điểm là hơn 400.000 đồng trên 12 kg. Điều này chứng tỏ chi phí của bếp từ tiết kiệm hơn nhiều so với bếp ga, anh Hợp đã nhấn mạnh.